Phật Thích Ca dưới mắt Cao Đài Giáo. Thuyết Tứ Diệu Đề. Tứ Diệu Đế cũng gọi là Tứ Thánh Đế hay vắn tắt là Tứ Đế, là bốn chân lý mầu nhiệm để giải thoát con người khỏi vòng luân hồi nơi cõi trần. Đây là giáo lý của Phật, còn gọi là Tứ Diệu Đề. Ngài thuyết pháp lần đầu tiên, Phật nói Tứ Diệu Đề là Khổ Đế, Tập Đế, Diệt Đế, Đạo Đế. Đức Hộ Pháp thuyết về Tứ Diệu Đế. Chúng ta thấy các nền tôn giáo đương nhiên bây giờ có nền tôn giáo nào phụng sự cho chúng sanh không? Có nền tôn giáo nào làm thôi tớ cho chúng sanh, đặng giải khổ cho chúng sanh hay chăng? Quan sát coi, chưa có. Chúng ta ngó thấy, chúng ta có một điều tức cười hơn hết, là họ ngồi gõ mõ đánh chuông mà họ nói giải khổ cho chúng sanh. Sanh trước cái đã, là mực thước đi từ khuôn khổ của nó. Nếu nói phi lý không quan sát được, không thể công nhận được, nhưng đương nhiên chúng ta đã thấy gì? Bần đạo đã thuyết kỳ rồi, cái pháp luật của thiên hạ là họ đã xu hướng theo Tứ Diệu Đề của Đức Phật Thích Ca. Họ dông rủi theo Tứ Diệu Đề để giải khổ cho chúng sanh là sanh lão bệnh tử. Họ thi hành trong khuôn khổ quyền pháp của họ mà thôi. Một, sanh, họ lập nhà bảo sanh đặng giải khổ cho sự sống. Hai, lão, họ lập cơ quan dưỡng lão để nuôi kẻ già, kẻ yếu. Ba, bệnh, họ lập nhà thương khắp nơi, cả thải trên mặt địa cầu này biết bao nhiêu nhà thương để chữa bệnh cho đời. 4. Tử, họ cũng làm âm công, cũng bố thí, cũng làm phước vậy. Nhưng có một điều là họ bố thí chứ không phải phụng sự. Họ lấy của người này đem cho người kia chứ không phải phụng sự cho nhân loại. Còn đạo Cao Đài, Đức Chí Tôn đến biểu chúng ta làm gì? Biểu chúng ta dùng cả xác thịt, trí não, tâm hồn làm thánh thể cho ông, làm đầy tớ cho cả con cái của ông. Đó mới là thuyết giải khổ vậy. Chính mình bần đạo cầm quyền hội thánh đem vào khuôn khổ luật pháp ấy thế nào? Buổi ban sơ bần đạo lấy cả pháp luật làm trưởng thành, chỉnh đốn cả cơ quan chánh trị của đời là sanh lão bệnh tử. Bần đạo lập nhà thương, nhà dưỡng lão, nhà bảo sanh là cốt yếu chỉnh đốn thân sống trong khuôn khổ mực thước. Tất nhiên họ giúp cho nhau trong khuôn khổ đạo đức. Họ có cả cơ quan làm mũi thống khổ loạn lạc phải tiêu hủy. Cơ quan đạo Cao Đài cốt yếu chỉnh đốn nhân quần xã hội tăng tiến trong khuôn khổ nhân luân nhân đạo, để trong tâm não họ đặng họ tương trợ nhau, họ xứng nhau trong một nhà để giúp nhau về mặt tinh thần. Bây giờ bệnh tử cũng thế, về mặt xác thịt chuyển cả cơ quan thế đạo cốt yếu để giải khổ chúng sanh về sự sống. Đối với sanh lão thì chúng ta đã lập thành đại gia đình. Như thân này khi già rồi, còn em, còn bạn, còn con, còn cháu, một đại gia đình càng ngày càng lớn hơn nữa. Giờ phút này có 2 triệu người, chứ không phải như trong buổi tạo đạo. Chúng ta giàu sống đi nữa cũng không phải cô độc, mà khi chúng ta phụng sự trong thánh thể Đức Chí Tôn, tất nhiên phụng sự cho Ngài. Tuổi già chớ tinh thần không già, không buổi nào chúng ta già hơn Đức Chí Tôn. Nhỏ làm tôi mọi cho nhỏ, lớn làm tôi mọi cho lớn, già làm tôi mọi cho già, không buổi nào thấy cái già cái khổ cho chúng ta, tất nhiên giải khổ rồi đó vậy. Sanh lão không phải khổ chúng ta, mà nó là một cơ quan giúp cho đời được lịch diệt.
Bệnh tử không phải khổ của chúng ta, mà nó là cơ quan giúp ta đoạt thiên liên vị. Bệnh chúng ta là vì chúng ta bệnh, tại số chết của chúng ta, tại khối sanh quan của ta hết lực mà thôi. Kiếp sanh này làm tôi mọi cho người, dầu cho có bỏ xác hay chết là cùng. Mạng sống kiếp sanh của mình do quyền Đức Chí Tôn định liệu, thì sợ gì cái chết? Trái ngược lại, thiên hạ sợ chết là khổ mới chết, còn chúng ta không sợ chết, vì chết là cơ quan giải thoát đó vậy. Giờ phút này, người tu là đem thân làm nô lệ cho nhân loại, rồi có vui sướng gì với kiếp sanh mà cần sống? Giá trị cái sống của ta khác hẳn hơn thiên hạ tưởng tượng, mà tưởng tượng cái chết của ta là buổi nghỉ ngơi, buổi hết cực. Cái chết ấy chẳng phải do mình mà do Đức Chí Tôn định là tới buổi. Đức Chí Tôn nói, các con đã làm xong phận sự, Thầy cho con về. Giờ phút này chúng ta đương ở đền thánh của Ngài đây, đương phụng sự cho Ngài đây, thì cái sống chết của chúng ta không còn giá trị gì đối với chúng ta nữa. Và trong tứ khổ không còn giá trị gì đối với chúng ta nữa. Ấy vậy, tứ diệu đề tất nhiên bài học bài thi của đề mục khổ, duy có đạo cao đài giải quyết nó, đánh mất nó, làm cho nó không còn giá trị chi nữa. Tất nhiên chính mình và toàn cả con cái của Đức Chí Tôn hay tương lai tôi nữa cũng vậy. Chúng ta chọn hiến thân làm thánh thể cho Ngài, mà ta sống cho mình chứ không phải sống cho Ngài là không đúng. Sống không phải sống cho mình mà chính là sống cho Ngài. Vì chính mình đem trọn cái sống ấy dung nạp cho Ngài mà tưởng tượng ta khổ, thì tất nhiên Đức Chí Tôn khổ còn gì. Ông không có khổ mà lại sống vinh diệu quá. Ta lại gặp thời kỳ này, may duyên gặp được một cảnh sống lạ thường. Sống về thánh chất, sống về thiên liêng, sống về càn khôn vũ trụ, sống về trời đất. Sống dường ấy mà gọi là khổ sao đặng? Ấy vậy, chân pháp thuộc về thể pháp của thiên đạo cao đài ngày nay có lẽ phù hợp với tinh thần nhân loại hơn các nền tôn giáo khác. Có lẽ, nhưng chúng ta đừng nghĩ mình. Mỗi ngày thường tự hỏi mình, coi làm vừa sức của ta chưa? Làm vừa sức của Đức Chí Tôn biểu mình làm hay chưa? Sống của mình có vừa với cái sống của Đức Chí Tôn hay chưa? Nếu chúng ta đủ tinh thần, đủ trí não và đủ năng lực để thay thế cái sống của Đức Chí Tôn, thì tứ diệu đề của Đức Phật Thích Ca để tại mặt thế gian này không có nghĩa lý gì và giá trị gì đối với chúng ta hết. Thể pháp của đạo cao đài chủ về sống mà đánh tiêu cả sự khổ, tất nhiên đánh tiêu cả thể pháp. Thể pháp đánh tiêu được thì sẽ đánh tiêu bí pháp được. Tứ diệu đề này do Đức Phật Thích Ca giác ngộ tìm ra mà từ trước tới nay chưa có ai phát hiện. Sau khi Đức Phật Thích Ca chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, Ngài đi tìm nhóm Kiều Trần Như gồm 5 ông để độ trước tiên. 5 ông nghe Phật thuyết tứ diệu đề xong thì 5 ông liền giác ngộ, xin quy y theo Phật và trở thành 5 vị sa môn đầu tiên của Đức Phật Thích Ca. Kể từ lúc đó mới có Tam Bảo Phật giáo. Đức Phật Thích Ca là Phật bảo, tứ diệu đế là pháp bảo, 5 vị sa môn đầu tiên là tăng bảo. Kiều Trần Như là vị trẻ tuổi nhất trong 8 vị Bà La Môn mà trước kia vua Tịnh Phạn thỉnh đến dự lễ quán đính của Thái tử Sĩ Đạt Ta. 4 người kia là con của 4 vị trong 7 vị Bà La Môn lớn tuổi kia. Tất cả 5 anh em trong nhóm Kiều Trần Như đều vào rừng tu học.
Khi hay tin Thái tử Sĩ Đạt Ta rời bỏ cung điện đi tu, Năm Ông liền tìm theo Thái tử để giúp đỡ Ngài. Nhưng khi Thái tử tìm ra con đường trung đạo, thì Thái tử chấm dứt lối tu khắc khổ, ép sát, bắt đầu độ thực dưỡng sinh để tu thiền định. Năm anh em, ông Kiều Trần Như lấy làm thất vọng, cho rằng Thái tử quy phàm nên bỏ đi không phục vụ Thái tử nữa. Sau đó, Thái tử tu thiền định, chứng đắc Phật vị. Thái tử nhớ nghĩa cũ, liền đi tìm độ năm anh em ông Kiều Trần Như trước tiên. Cả năm ông đều đắc quả A-la-hán, đứng đầu giáo hội tăng già. 1. Khổ đế La Đu Lưa. Khổ là đau khổ và phiền não bởi hoạn lụy vô thường. Thân người có tứ khổ là sanh lão bệnh tử. Chúng sanh còn trong dòng sanh tử thì khổ triền miên. Nhưng tóm lại mà nói thì có bát khổ: 1. Sanh là khổ. 2. Lão là khổ. 3. Bệnh là khổ. 4. Tử là khổ. 5. Cái gì không ưa mà phải hợp là khổ. 6. Cái gì ưa mà phải lìa xa là khổ. 7. Cái gì muốn mà không được là khổ. 8. Cái gì không muốn mà phải gần gũi là khổ. Nói tóm lại, chúng sanh sống triền miên trong ngũ trược là khổ. Tâm có ba loại khổ là tham, sân, si. Hậu thế tam khổ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, tử là khổ. Sống chung với người mà mình không ưa là khổ, xa lìa người thân yêu là khổ, mong muốn mà không đặng là khổ. Tóm lại, chính cái thân vật chất này là khổ. Con người trước tiên phải nhận chân một cách sâu xa về các cái khổ ấy, thì có thể tìm ra cái nguyên do sanh ra khổ, và nhờ đó mới tìm ra được phương pháp diệt khổ. Khổ đế là chân lý đầu tiên đề cập đến những thành phần cấu tạo cái được gọi là ta và những giai đoạn trong đời sống. Các thành phần này cần phải được phân tách và quan sát tỉ mỉ để được tự hiểu biết mình một cách chân chánh. 2. Tập đế L'origine de douleur. Tập có nghĩa là chiêu tụ, xét thấy hết thảy phiền não đến thời vị lai tạo thành. Thực năng chiêu tập khổ quả trong tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, nên gọi là tập đế. Tập đế là chân lý về sự kết tập gây ra cái khổ, tức là chân lý nói về nguyên nhân gây ra cái khổ. Do đâu mà con người chịu khổ? Cái khổ mà con người đang gánh chịu không phải là sự ngẫu nhiên, cũng không phải là một hình phạt của một đấng thần linh nào, mà nó phải có nguyên nhân chính xác của nó. Nguyên nhân của sự khổ là tham sống, tham sướng, tham giàu. Vì tham mà phải luân hồi. Tại sao? Bởi vì trong lúc tham sống cho nhục thân, ngược lại nhục thân bị chết, thì cái lòng tham sống ấy cứ dục thúc người ta phải lo tạo một nhục thân khác để sống cho vừa lòng tham. Thế nên nói rằng tham sống là một hột giống sanh kiếp luân hồi. Hoặc nói rằng có tham thì có sân, có sân thì có si. Tham sân si cũng là nguyên nhân sanh ra kiếp luân hồi. Tham sống nhưng không phải tự diệt, trái lại phải di dưỡng nhục thân với những phép vệ sinh, cần có sức khỏe để học tập cho đến viên mãn công đức. Có rất nhiều nguyên nhân, nhưng không ngoài hai nguyên nhân chánh sau đây. 1. Hoặc là si mê. Vì vô minh mới si mê, vì si mê nên để cho dục vọng lôi cuốn, lục dục thất tình dấy lên. Mọi xấu xa tội lỗi nảy mầm từ đó. Kinh Lăng Nghiêm.
Tất cả chúng sanh vì vô minh che mắt chân tánh, bị dục vọng sai khiến, tạo thành muôn ngàn nghiệp ái, vì đó mà phải trôi nổi trong biển khổ trầm luân. 2. Nghiệp là nguyên nhân của các sự khổ trong kiếp này. Nghiệp là kết tập những việc làm lành hay dữ trong kiếp trước. Nó không mất đi theo sự tan rã của thể xác, mà kết hợp lại thành một sức gọi là nghiệp lực, để xô đẩy con người vào một kiếp sống tương lai huy hoàng hay đen tối. Bởi vậy, nguồn gốc của sự đau khổ hôm nay là hậu quả của sự kết tập nhiều đời nhiều kiếp đã trải qua mà con người đã gieo trồng. Chính mình tạo khổ cho mình, chứ không phải ai khác hoặc trời Phật tạo ra cho mình. Đã mang lấy nghiệp vào thân thì đừng trách lẫn trời gần trời xa. Những việc làm của ta trong kiếp sống hiện tại sẽ là cái nghiệp cho kiếp sống tương lai. Con người cứ mãi chìm đắm trong dòng nghiệp chướng ấy, gây ra rồi trả, trả cái cũ rồi lại gây ra cái mới, cứ mãi luân chuyển trong dòng sanh tử luân hồi, trầm luân trong biển khổ. Tóm lại, nguyên nhân gây ra cái khổ là si mê, vô minh, ái dục, nghiệp lực. Khi thấu triệt hợp lý khổ đế đưa đến sự tận diệt nguyên nhân của khổ, ấy là đế thứ nhì, tập đế. Đế này đề cập đến thái độ tâm lý của một người thông thường đối với ngoại cảnh. Chân lý thứ nhì, tập đế, có liên quan đến một năng lực hùng hậu luôn luôn ngủ ngầm bên trong mỗi người. Năng lực tinh thần hùng hậu ấy là ái dục, là nguyên nhân của tất cả những điều bất hạnh trong đời sống. Tập đế đề cập một cách gián tiếp đến những kiếp sống quá khứ, hiện tại và tương lai. Như vậy, sự hiện hữu của một chuỗi dài những kiếp hiện sinh đã được Đức Phật biện minh. Do đó, lý nghiệp báo, một hệ luận của thuyết tái sinh luân hồi, cùng một lúc cũng được đề cập bao hàm. 3. Diệt đế. La destruction de la douleur. Diệt là tiêu diệt cái khổ. Diệt đế là chân lý về cách diệt trừ cái khổ. Muốn hết khổ thì phải tuyệt diệt tất cả lòng tham dục, khiến cho tâm thanh tịnh vô vi thì tự nhiên thấy Phật tánh. Con người đã nhận thức cái khổ, tìm biết được nguyên nhân gây ra cái khổ, tức là đã giác ngộ, thì tất nhiên sẽ tìm ra phương pháp diệt khổ. Nói một cách đơn giản, muốn diệt khổ, ta hãy diệt hết nguyên nhân gây ra cái khổ. Mỗi con người chúng ta đều có hai phần, Phật tánh và thú tánh. Cái dục vọng thấp hèn xấu xa là do thú tánh xúi dục, khó mà tiêu diệt được nó lắm. Cần phải hướng dẫn nó, đồng thời phát huy Phật tánh, và dùng Phật tánh hướng dẫn dục vọng vào đường cao thượng. Cần phải học tập kinh điển thường xuyên để tư tưởng được luyện tập tốt lành. Còn nghiệp lực xấu từ nhiều đời trước, chúng ta cũng không thể diệt bỏ trong một lúc được, nhưng có thể hóa giải bớt đi dần dần bằng việc làm từ thiện giúp người giúp đời, phụng sự chúng sanh một cách tích cực và hết lòng trong kiếp sống hiện tại. Khi gặp hoạn nạn khổ đau, phải can đảm chịu đựng, không than gian trách móc bất kỳ ai. Vì ta nhận chân rằng cái khổ này là sự báo đáp của những việc làm không tốt trong các kiếp sống trước. Giác ngộ được như vậy, tức là chúng ta bước vào con đường tu hành. Đức Phật sẽ chỉ cho ta con đường đưa đến sự giải thoát khỏi những khổ đau của kiếp sống nơi cõi trần. Đế thứ ba, diệt đế thuần túy là sự tự giác, là một pháp phải được thấu triệt bằng nhãn quan tinh thần. Chân lý này phải được chứng ngộ bằng sự thoát ly hoàn toàn.
đây không phải là trường hợp từ khước những vật bên ngoài, mà là sự dứt bỏ mọi luyến ái ở bên trong đối với thế giới bên ngoài. Với sự tận diệt trọn vẹn mọi luyến ái, diệt để được thành tựu, phải ghi nhận rằng nếu chỉ tận diệt năng lực tinh thần ấy thì không đủ để chứng ngộ Niết Bàn. Niết Bàn không phải được tạo nên mà phải đạt đến. Niết Bàn có thể thành đạt từ trong kiếp sống hiện tại này. Như vậy có thể hiểu rằng mặc dầu tái sanh là pháp chánh yếu trong Phật giáo, mục tiêu cứu cánh của Phật giáo là chấm dứt tái sanh, không tùy thuộc ở tương lai vì có thể thành tựu trong kiếp sống hiện tiền. Đế thứ ba phải được thành tựu bằng cách trao dồi và phát triển đế thứ tư, đạo đế. Số 4, đạo đế. La voie conduisant à la suppression des douleurs. Đạo là con đường, đạo đế là con đường mà Đức Phật vạch ra cho chúng sanh diệt khổ. Đức Phật vạch ra nhiều con đường, tức là tạo ra nhiều pháp môn để tùy theo căn cơ trình độ tiến hóa của chúng sanh mà thực hành cho vừa sức. Nhưng chung quy đều nằm trong hai pháp môn chánh yếu là Tam học và Bát chánh đạo. Một, Tam học là ba điều học: giới, định, huệ. Giới trăn cấm để ngăn ngừa sự phát triển các dục vọng thấp hèn, nhiều dẫn thân khẩu ý vào cảnh tịnh. Định giữ cho tâm được thanh tịnh, không vọng động, tập trung tư tưởng vào đạo lý giải thoát. Huệ trí não trở nên sáng suốt, rõ thấu được mọi lẽ quyền vi, dứt hết phiền não. 2. Bát chánh đạo. Tám con đường chân chánh ấy là đạo diệt khổ. Chánh kiến trông thấy ngay thẳng, chánh tư duy suy nghĩ ngay thẳng, chánh ngữ nói năng ngay thẳng, chánh nghiệp làm việc ngay thẳng, chánh mạng mưu sanh ngay thẳng, chánh tinh tấn mong tiếng ngay thẳng, chánh niệm tưởng nhớ ngay thẳng, chánh định ngẫm nghĩ ngay thẳng. Nhận xét: trong bát chánh đạo có hai pháp môn quan trọng hơn hết là chánh kiến và chánh định. Chánh kiến nghĩa là trông thấy ngay thẳng, tức tri kiến Phật. Mà muốn tri kiến Phật phải thực hành chánh định cho đến viên mãn. Vả lại, sự vật ở đời không có thực thể, chúng nó do nhân duyên hiệp mà sanh, mãi đến khi nhân duyên tan thì tử. Sách Phật gọi đó là ảo hóa, và đó cũng là cái yếu lý vô thường vô ngã của nhà Phật. Ấy vậy nên kẻ hành giả phải dám nhìn thẳng vào sự thật của vạn sự vật, tìm kiếm cái chân tướng của nó, chớ chẳng khá nhận lầm cái ảo hóa. Sách Phật cho rằng nhận cái ảo hóa là chân tướng của sự vật, là cái nhận thức của chúng sanh. Và nếu theo cái ảo hóa mà hành động thì gây ra nhân quả, mà nhân quả là nguyên nhân sanh kiếp luân hồi. Thế nên kẻ không học phải vượt qua những ảo hóa của sự vật, tìm đến chân tướng của nó, biết được như thế gọi là giác, trái lại thì là mê. Mà giác là Phật, mê là chúng sanh. Để tận diệt năng lực hùng mạnh ái dục, cần phải vận dụng và phát triển tám yếu tố công hiệu bát chánh đạo. Tất cả tám yếu tố này đều thuộc về tinh thần. Tám năng lực tinh thần hùng mạnh và thiện phải được gom lại để đánh đổ một năng lực bất thiện dai dẳng ngủ ngầm bên trong ta, tuyệt đối tinh khiết, hoàn toàn thoát ra khỏi mọi tiến trình sanh tử triền miên. Một cái tâm không còn dính chút ô nhiễm là những phước lành
đi kèm theo cuộc chiến thắng vĩ đại này. Nền tảng của giáo lý Phật giáo là Tứ Diệu Đế có thể kiếm nhận bằng kinh nghiệm. Tứ Diệu Đế dính liền với con người, bốn chân lý ấy do chính Đức Phật khám phá và Ngài đã tìm ra một mình không nhờ ai. Chính câu Phật ngôn là: bốn chân lý này chưa từng được nghe, đã là chân lý thì không biến đổi với thời gian. Tóm lại, Tứ Diệu Đế hay Tứ Thánh Đế là bốn chân lý mầu nhiệm làm giáo pháp căn bản của Phật giáo, được Đức Phật Thích Ca thuyết giảng đầu tiên trong 45 năm hoằng pháp của Ngài. Bốn chân lý này mở đường cho nhân sanh bước vào thánh vị, mà phẩm thánh vị cao nhất là A-la-hán. Có đắc phẩm vị A-la-hán thì mới mong mỏi tu hành tiến hóa lên hàng Bồ-Tát và Phật Như Lai.